Chào quý thầy cô, hôm nay tôi hướng dẫn quý thầy cô cách đăng tài liệu lên trang web Viettel Tiếu Đi. Ở đây tôi sẽ đăng cái ôn tập ngữ văn lớp 12. Như vậy khi trước khi đăng chúng ta cần chuẩn bị là cái nội dung để chúng ta gửi lên, cái thứ hai là cái hình ảnh đại diện của cái phần đó. Ở đây tôi chọn cái hình sách giáo khoa của ngữ văn 12 tập 2. Còn cái file để gửi lên đó là file Word, cái tên là ôn tập ngữ văn 12. Bây giờ chúng ta sẽ mở Viettel Tiếu Đi, sẽ mở trình duyệt. Ở đây là cốc cốc, chúng ta gõ vào Viettel Tiếu Đi đây, chúng ta chọn nó. Sau đó ở cái góc trên bên tay phải chúng ta lít vào nút đăng nhập. Rồi chúng ta sẽ nhập cái ID và cái mật khẩu của mình vào. Sau đó lít vào nút đăng nhập. Rồi chúng ta sẽ đăng vào cái khóa học, chúng ta sẽ chọn thêm mới khóa học, chúng ta sẽ nhập tên khóa học, ví dụ như đây là ôn tập ngữ văn 12. Ok. Rồi. Như vậy chúng ta thấy khi những cái có dấu sao mà chúng ta bỏ trống thì nó sẽ báo lỗi. Như vậy chúng ta sẽ điền đầy đủ vào cái phần có dấu sao. Ví dụ như khối lớp, đây là lớp 12, chúng ta sẽ chọn khối 12. Môn học chúng ta sẽ chọn, ở đây là ngữ văn. Rồi thời gian bắt đầu tôi sẽ đăng và cho nó hiện lên luôn, ví dụ 12:20 ngày 16 tháng 3. Thời gian kết thúc chúng ta có thể lít vào đây để chọn thời gian kết thúc, thì ở đây tôi sẽ chọn cho đến ngày chủ nhật 29 tháng 3 và 11:20. Điều kiện đầu vào thì chúng ta có thể chọn ở đây như là không bắt buộc, hoàn thành bài thi, hoàn thành khóa học, nội dung khác. Ở đây tôi sẽ chọn là không bắt buộc. Tỷ trọng cho điểm chuyên cần, ở đây tôi sẽ không ghi. Về giới thiệu thì chúng ta có thể ghi nội dung giới thiệu vào đây. Ví dụ như đây là nội dung ôn tập ngữ văn khóa 12. Rồi. Chúng ta có thể chỉnh phông chữ, cỡ chữ nhân dân. Rồi để đơn giản thì chúng ta cứ gõ nội dung giờ là được. Mục tiêu khóa học thì ở đây chúng ta có thể ghi là hoàn thành bài tập và gửi đáp án cho giáo viên bộ môn. Rồi.
phía góc trên bên tay phải, chúng ta sẽ chọn ảnh đại diện. Rồi chúng ta click vào chọn file upload. Như vậy tôi đã chuẩn bị sẵn cái ảnh đó là hình của sách giáo khoa ngữ văn 12. Để chọn nó, open nó ra. Đây chúng ta xem nó đã hiện ra. Ở đây có thể đặt lịch học theo chuyên đề. Có thể cho nó hiển thị, có thể cho thành viên xem đánh giá. Có thể thu học phí theo từng chuyên đề. Trong đây giáo viên chúng ta thì tất cả học sinh thân yêu, chúng ta không có thu học phí. Số thành viên tối đa chúng ta có thể nhập số thành viên tối đa vào, không nhập thì chúng ta sẽ không giới hạn. Ở chỗ chia sẻ, chúng ta có thể chia sẻ công khai hoặc là chỉ định, hoặc là ngoại trừ, hoặc là chỉ mình tôi. Ở đây tôi sẽ chọn là chia sẻ công khai. Theo phân loại thì chúng ta có thể đặt hoặc không đặt cũng được. Sau đó chúng ta lưu lại. Đây, hoàn thành hết nó sẽ có là thao tác thành công. Sau khi lưu lại nó sẽ nhảy qua cái cửa sổ đó là danh sách học liệu. Ở đây chúng ta chưa có dữ liệu. Bây giờ nó sẽ chọn thêm. À, thêm tài liệu. Ở đây chỉ gửi tài liệu lên thôi. Còn nếu quý thầy cô gửi đề thi thì có thể gửi đề thi. Đề thi thì có thể chọn ở dạng đề thi bình thường, đề thi dạng PDF hoặc đề thi từ ngân hàng câu hỏi. Mà soạn câu hỏi trắc nghiệm trong việc theo tiểu đi này theo cú pháp quy định rất là cực các thầy cô ạ. Ở đây tôi sẽ chọn là gửi tài liệu. Cho em sẽ tải tài liệu này về để xem và làm và gửi email lại cho giáo viên. Ở cái tài liệu thì chúng ta sẽ đặt một số cái như sau. Thứ nhất là tài liệu của tôi nè, chúng ta sẽ đặt vào là ôn tập ngữ văn 12 khối lớp. Những cái có dấu sao là bắt buộc. Ở đây khối lớp 12 môn học ngữ văn, chọn chủ đề. Chúng ta sẽ chọn đối với môn ngữ văn thì nó có hai loại, đó là làm văn tiếng Việt và văn học. Ở đây tôi chọn văn học. Yêu cầu hoàn thành nội dung. Đây, chúng ta có thể chọn hoặc không chọn. Ở đây tôi không chọn. Ở đây có cái dấu tích hiển thị. Chúng ta sẽ chọn dấu tích này để nó hiển thị cái tài liệu. Thầy đánh dấu tích cho học thử, nhưng đây tôi sẽ không chọn. Chúng ta tiếp tục chọn file upload. Chúng ta tiếp tục chọn cái hình đã chuẩn bị sẵn. Đây ngữ văn 12. Nó phân ra. Đây. Ở bên dưới ảnh tên tài liệu. Thứ nhất là chúng ta sẽ chọn cái ảnh tài liệu. Chọn lại cái hình đó nữa. Như vậy cái hình này chúng ta sẽ sử dụng 3 lần. Cái bên tay phải thì có file tài liệu, chúng ta sẽ chọn file upload. Click vào đó. Chúng ta chọn cái file Word hay là PDF chúng ta đã chuẩn bị sẵn. Click vào đây. Chúng ta open nó ra. Đây nó đã hiện vào này cơ. Đây cô. Rồi ở đây chúng ta có thể ghi cái tài liệu tham khảo ha. Đơn giản thì cứ ghi lại cái tên ở trên thôi. Ôn tập ngữ văn 12. Chúng ta copy nó xuống dưới luôn. Ôn tập ngữ văn 12. Vậy đến đây chúng ta khai báo hoàn thành. Như vậy chúng ta có thể đưa cái đề hoặc là cái nội dung ôn tập lên đây. Nếu quý thầy cô nào mà đưa thêm cái tài liệu như là đáp án hoặc hướng dẫn làm bài thì chúng ta sẽ chọn thêm tài liệu, nó sẽ hiện ra giống y hệt ở trên, giống y hệt ở trên. Còn đây chúng tôi chỉ đưa tài liệu cho các em để các em làm, rồi sau đó các em sẽ gửi mail riêng cho giáo viên bộ môn
nên ở đây tôi sẽ không đưa cái đáp án lên. Khi chúng ta đưa dư thì chúng ta có thể xóa nó, và nó hỏi là bạn có chắc chắn muốn xóa câu hỏi này. Chúng ta không đưa thì chúng ta sẽ có. Chúng ta chỉ có một cái thôi. Để kéo lên cho biết thêm câu sao. Ở đây có một cái ảnh mới xóa nó, cái nó mất tiêu rồi. Xóa nó quay lại, nó mất tiêu, chúng ta điền lại thôi. Cho demo hướng dẫn, thành ra là để làm cho các thầy cô xem kỹ. Sau khi khai báo hoàn thành đến đây, chúng ta sẽ nhấn lưu lại. Khi lưu lại mà chúng ta gặp lỗi thì nó sẽ xem những cái lỗi mà chúng ta gặp, nó sẽ hiện ra những cái ô diện đỏ như thế này. Lúc nãy chúng ta đã chọn, nhưng mà do chúng ta xóa cái phần thêm tài liệu, do đó chúng ta phải khai báo lại. Chúng ta điền chữ vào để chọn là chủ đề. Chúng ta sẽ lưu lại. Sau khi chúng ta lưu lại thì chúng ta sẽ được cái màn hình hiển thị như thế này. Danh sách học liệu lúc nãy là không có dữ liệu, bây giờ nó đã thêm vào một tài liệu, đó là ôn tập ngữ văn 12. Ta thấy cái nội dung ở đây, các em có thể click vào đây, chúng ta có thể click vào đây để tải về. Như vậy là đã hướng dẫn với thầy cô cách chúng ta đăng tài liệu lên. Nhưng đến đây chúng ta đang ở chế độ là biên tập, chúng ta sẽ click vào cái hình này. Click vào hình này, chúng ta sẽ click vào nút xuất bản. Khi click vào nút xuất bản, có 3 nội dung, có 3 chỗ để chúng ta tích vào. Thứ nhất là chúng ta sẽ chọn cái đơn vị để kiểm duyệt, có thể là ban biên tập nội dung học trực tuyến của Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Long. Chỗ của tôi là trực thuộc của Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Long, thì cái này phải đợi các thành viên ở ban biên tập của Sở Giáo dục duyệt. Dấu tích thứ hai là trường Trung học Phổ thông Trần Đại Nghĩa. Cái dấu tích thứ ba là công việc theo tứ đi. Ở đây tài liệu này ở cấp độ của trường, thành ra là tôi sẽ chọn trường Trung học Phổ thông Trần Đại Nghĩa. Ở trường sẽ phân công một cán bộ chuyên để kiểm duyệt cái tài liệu để đăng lên. Ở đây tôi chọn dấu tích trường Trung học Phổ thông Trần Đại Nghĩa và nhấn nút lưu lại. Sau khi nhấn nút lưu lại thì nó sẽ chuyển qua cái chế độ là chờ duyệt. Và sau khi cán bộ của trường duyệt xong thì nội dung này sẽ được đăng lên ở cái trang web Viettel tôi đi. Còn nếu chúng ta đã đăng lên mà chúng ta cảm thấy cái nội dung mình nó cần chỉnh sửa thì chúng ta click vào nút chỉnh sửa, nó sẽ quay lại giống như là chúng ta làm lúc đầu. Tôi chỉnh sửa xong cũng lưu lại, cũng làm tương tự như vậy. Ở đây tôi không chỉnh sửa. Như vậy đã hướng dẫn quý thầy cô cách đăng tài liệu lên trang web Viettel tôi đi. Bây giờ nếu quý thầy cô muốn đăng tiếp một tài liệu khác, chúng ta sẽ quay về cái trang chủ của chúng ta.
chúng ta sẽ chọn thêm mới khóa học. Ví dụ như đây, tôi sẽ đăng tiếp cái nội dung ôn tập ngữ văn 11 tuần 1. Và cái hình tôi chuẩn bị đó là hình bìa sách giáo khoa ngữ văn 11. Hai cái phần này là chúng ta phải chuẩn bị trước. Rồi chúng ta sẽ vào thêm mới khóa học. Làm tương tự như ở phần trước đây cho quý thầy cô. Tên khóa học, ví dụ như đây tôi sẽ gọi là ôn tập ngữ văn 11 tuần 1. Rồi thời gian bắt đầu là hôm nay 16 tháng 3. Thời gian kết thúc tôi sẽ cho thêm một tuần. Đây, 16 tháng 3 tôi sẽ đưa cho đến ngày Chủ nhật 22 tháng 3. Rồi, khối lớp chúng ta sẽ chọn khối lớp. Ở đây là khối lớp 11. Môn học, ở đây tôi chọn môn, đó là ngữ văn. Rồi, chúng ta sẽ điền vào phần giới thiệu. Đây là phần bắt buộc, cái dấu sau là bắt buộc. Chúng ta sẽ gõ vào, đó là nội dung ôn tập ngữ văn 11 tuần 1. Mục tiêu hóa học thì chúng ta có thể điền hoặc không điền cũng được. Nó không có dấu sau thì không bắt buộc. Kế tiếp chúng ta sẽ chọn ảnh đại diện. Chúng ta sẽ chọn file upload. Giờ chúng ta đã chuẩn bị sẵn, đây là ngữ văn 11. Chúng ta chọn cái hình đó, open nó ra. Rồi, ở cái phần dưới này chúng ta, nó đã mặc định sẵn, chúng ta khỏi chỉnh nữa. Chúng ta lưu lại. Khi chúng ta làm đúng, nó sẽ hiện ra là lưu lại thành công. Nó sẽ chuyển sang trang của danh sách học liệu. Thì chúng ta chưa có dữ liệu, không có dữ liệu, chúng ta sẽ thêm dữ liệu vào. Tôi sẽ thêm ở dạng là tài liệu. Rồi vô đây chúng ta cũng khai báo, thứ nhất là tài liệu của tôi. Thì chúng ta sẽ gõ vào ôn tập ngữ văn 11 tuần 1. Chọn phần giới thiệu. Chúng ta cũng là ôn tập ngữ văn 11 tuần 1. Hoặc là tùy theo môn của quý thầy cô. Quý thầy cô có thể cho cái phần giới thiệu tùy của mình. Khối lớp, đây khối 11. Môn học là ngữ văn. Chủ đề, chúng ta sẽ chọn chủ đề là văn học hoặc là làm bằng tiếng Việt hoặc là tùy môn của quý thầy cô. Rồi, chỗ ảnh chúng ta sẽ chọn file upload. Chọn file upload, chúng ta chọn là cái hình đó. Đã open nữa rồi. Đây, chúng ta đưa cho thêm hình vào. Ở dưới ảnh tên tài liệu, chúng ta sẽ chọn cái ảnh của tài liệu. Đây. Như vậy mỗi cái hình như vậy chúng ta xài 3 lần nha quý thầy cô. Đây. Đó. Kế tiếp chúng ta chọn file tài liệu. Chúng ta lưu ở đâu thì chúng ta nhớ để chúng ta mở nó ra. Tôi thì thường là lưu vào desktop để chúng ta tìm kiếm cho nhanh. Ta chọn cái nội dung ôn tập ngữ văn 11 tuần 1. Open nó lên. Nó đã thêm vào đây. Rồi, tài liệu tham khảo. Đơn giản nhất, chúng ta cứ copy cái tiêu đề chúng ta dán xuống. Đó. Như vậy là xong. Rồi chúng ta lít vào nút lưu lại. Rồi đó, cập nhật thành công. Và chế độ chúng ta hiện đó là đang biên tập. Rồi chúng ta lít vào cái hình.
nó sẽ chuyển qua cái trang để chúng ta xuất bản. Và chúng ta lướt vào nút xuất bản, chúng ta chọn đơn vị kiểm duyệt, đó là trường của mình, chúng ta lưu lại. Thì lúc này trên cái hình đại diện nó đã chuyển qua chế độ chờ duyệt, và khi cán bộ của trường duyệt cái nội dung để chúng ta đăng lên thì nội dung này sẽ được đăng lên trang Việt theo kiểu đi. Như vậy tôi đã hướng dẫn quý thầy cô cách đăng tài liệu lên Việt theo kiểu đi. Chúc quý thầy cô thành công, và mọi thắc mắc quý thầy cô có thể liên hệ bằng số điện thoại tôi sẽ để ở phần mô tả của video, sẽ giải thích thêm nếu quý thầy cô cần. Cảm ơn quý thầy cô đã theo dõi.